Thưa quý vị, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST đã phát đi thông báo cho biết, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã thông báo lịch phóng mới của vệ tinh Nano Dragon Made in Việt Nam cùng 8 vệ tinh nhỏ khác diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 11. Theo như thông báo chính thức của JAXA, thì thời gian phóng tên lửa Excellence 5 mang theo 9 vệ tinh là từ 7 giờ 48 phút đến 7 giờ 59 phút tại bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản. Đây là lần thứ tư JAXA lên lịch phóng vệ tinh Nano Dragon, trước đó là vào các ngày mùng 1 tháng 10, mùng 7 tháng 10 và mùng 7 tháng 11, nhưng đều đã bị hoãn lại vì lý do thời tiết và kỹ thuật. Hiện nay thì phóng viên Mạnh Hùng của chúng tôi đang có mặt tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thông tin đến với quý vị. Xin mời anh Mạnh Hùng ạ. Vâng, xin chào trường quay. Tôi đang có mặt tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để chuyển tới quý vị những hình ảnh trực tiếp về sự kiện phóng vệ tinh Made in Việt Nam với tên lửa từ Trung tâm Vũ trụ Nhật Bản Uchinoura. Và hiện tại là 7 giờ 46 phút. Theo thời gian ban đầu thì 7 giờ 48 phút vệ tinh sẽ được phóng lên. Tuy nhiên thì do một số điều kiện khách quan nên là 7 giờ 55 phút vệ tinh sẽ được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Nhật Bản Uchinoura. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì điều kiện thời tiết tại Nhật Bản đang khá thuận lợi khi mà trước đó thì đã có 3 quả cầu thám không đã được phóng lên và hiện tại thì không có ghi nhận bất kỳ những cái sự không thuận lợi nào về thời tiết. Ngày hôm nay thì tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cũng có rất nhiều báo chí đến để đưa tin về cái sự kiện này. Với vệ tinh Nano Dragon là một cái vệ tinh rất đặc biệt vì vệ tinh này có kích thước khá là nhỏ thôi. Với kích thước là 10 x 10 x 34 cm là kích thước 3U. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin tiếp theo. Như quý vị có thể thấy ở màn hình bên trái, đó chính là hình ảnh của những quả bóng thám không được thả lên để có thể kiểm tra về điều kiện thời tiết để đảm bảo nhất điều kiện tốt nhất trước khi mà vệ tinh được phóng lên quỹ đạo. Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano. Vệ tinh này nặng 4 kg với kích thước là 3U. Như tôi vừa đề cập là có kích thước là 100 x 100 x 340 mm. Dạ vâng, ban tổ chức vừa thông báo là 7 giờ 55 phút 16 giây vệ tinh sẽ được phóng lên. Và mong quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi đến thời khắc đặc biệt này để có thể chiêm ngưỡng thời khắc mà vệ tinh Nano Dragon cùng với tên lửa được phóng lên quỹ đạo. Vệ tinh nặng 4 kg và có kích thước là 10 x 10 x 34 cm. Toàn bộ quá trình nghiên cứu thiết kế tích hợp thử nghiệm chức năng của vệ tinh Nano Dragon hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam bởi các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC. Vệ tinh có hai nhiệm vụ chính, đó là sử dụng một thiết bị chụp ảnh quang học để chụp quá trình xác thực chất lượng bộ điều khiển tư thế vệ tinh khi hoạt động trên quỹ đạo và tích hợp một bộ thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích theo dõi giám sát phương tiện trên biển. Đó, như quý vị có thể thấy ạ, ở bên trái màn hình là những thông tin chung về vệ tinh Nano Dragon. Thời gian phát triển của vệ tinh là từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2021. Quỹ đạo dự kiến là đồng bộ mặt trời với độ cao là 560 km. Tên lửa phóng là Epsilon số 5 của Nhật Bản. Ngày phóng là ngày hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2021.
Và thời gian phóng sẽ là 7 giờ 51 phút 21 giây đến 7 giờ 55 phút 16 giây. Vâng, do đường truyền vị internet nên là cái thời gian cũng có thể bị chênh một chút. Mong quý vị sẽ cùng tiếp tục đồng hành và theo dõi cùng buổi trực tiếp ngày hôm nay. Nếu quý vị tò mò QSAT là gì, thì QSAT là một định dạng tiêu chuẩn đã được đặt ra, được yêu cầu phải đáp ứng từ các vệ tinh trước khi giúp đưa lên trạm không gian từ quỹ đạo, đặc biệt là các vệ tinh nhỏ với kích thước tiêu chuẩn là 1U, là 10 x 10 x 10cm, với trọng lượng tối đa là 1,33 kg. Và ngay lúc này thì tên lửa sắp được bắt đầu phóng và ban tổ chức sẽ tắt đèn, và quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Xin mời quý vị. Vâng, tất cả hệ thống đã sẵn sàng đề phòng ạ. Còn 30 giây ạ. Mm-hmm.
for biotechnics army. OBC sequence timer start. BJ in the onboard computer sequencer. Kudoya bench kido. 10. Có thể thấy là ở phần đuôi tên lửa đã bắt đầu có dấu hiệu để được phóng lên. Vâng, tên lửa đã được phóng, quý vị thân mến. Tên lửa đã được phóng lên. Khoảnh khắc thật đặc biệt khi mà tên lửa Nano Dragon, khi mà vệ tinh Nano Dragon cùng tên lửa đã được phóng lên. Đúng 7 giờ 55 phút 16 giây thì vệ tinh Nano Dragon cùng tên lửa đã được phóng lên quỹ đạo, thưa quý vị. Thời gian đầu tiên là thời gian sau phóng 35 giây sau phóng, tức là tốc độ hiện nay của vệ tinh và độ cao hiện nay của vệ tinh. Hiện tại ở 45 giây sau khi phóng thì vệ tinh đang có tốc độ là khoảng 0,7 km trên giây và độ cao là khoảng 17 km. Một thể ảnh rất đẹp ạ. The flight of Epsilon 5 is nominal. Tracking is proceeding as planned from the ground station. Mọi hoạt động của tên lửa đều bình thường, các thông số kỹ thuật. Hiện tại hoạt động của tên lửa đều bình thường. Có thể thấy tên lửa đã vượt qua cả tầng mây rồi. Gần 2 phút sau phóng thì tốc độ hiện tại là hơn 2 km trên giây và độ cao ở khoảng hơn 85 km. Ở 2 phút 06 giây thì tên lửa độ cao 100 km. Cùng tốc độ là gần 2 km trên giây ạ. Quý vị sẽ bay sang đến khu Canada. Chúng ta có thể thấy hình ảnh đường đi quỹ đạo của vệ tinh lúc này. Qua 100 km bầu khí quyển thì tên lửa sẽ được tách cái lớp bảo vệ. Đã tách tầng 1 và động cơ của tầng 2 được khởi động. Đây bắt đầu tầng 2. Lúc này ban tổ chức cho biết là đang có đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản tham gia đại sứ kế phóng.
khoảng hơn một tiếng nữa thì vệ tinh Nano Dragon sẽ được tách ra từ tên lửa. Ban tổ chức vừa cho biết một thông tin như vậy, tức là khoảng 9 giờ thì vệ tinh Nano Dragon sẽ được tách ra. Những thông tin chi tiết về sự kiện phóng ngày hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin trưa phát sóng vào lúc 11:30 trên kênh VTC1, bản tin tối phát sóng vào lúc 18:30 trên kênh VTC1 và bản tin công nghệ số kết nối phát sóng vào lúc 20:45 trên VTC1. Mời quý vị cùng theo dõi. Một lát nữa thì tôi xin được mời quý vị sẽ cùng nán lại để chúng ta cận cảnh cái mô hình phiên bản 1.1 của vệ tinh Nano Dragon để chúng ta cùng xem là vệ tinh này hình thù cụ thể nó ra sao. Theo các kế hoạch bắn thì 9:30 là vệ tinh bay lần đầu tiên qua bầu trời Việt Nam. Nhưng chưa chắc chắn tại vì nó lúc ấy nó mới ra còn xong 9:30 tối sáng nay những cái chưa chúng tôi vừa ra thì trời chúng tôi chưa khẳng định vừa ra thì các thông số quỹ đạo nó khá là thấp số đấy, mình rất khó có thể tạo tiếp được. Tại vì chúng tôi xác định được quỹ đạo vừa ra chính xác, cho nên để mới tính được quỹ đạo chính xác cái giờ bay qua, đúng không? Đấy, thì cho nên là chỉ bay qua được mấy phút thôi, trong thời gian nó phải bắt. Nếu mà chúng ta chưa xác định chính xác được thì nó có thể sai lệch, cho nên phải là chúng tôi xác định được quỹ đạo. Tại vì nó ra chứ nó bị kim ra ra thì nó hơi bị sai lệch. Một số thông tin bên lề sự kiện phóng gửi tới quý vị. Vâng, chúng ta đang kết nối với đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, người đang tham gia sự kiện phóng ngày hôm nay ạ. Có vẻ chị MC khá là vui. Chúng ta sẽ phóng thành công cái quả vệ tinh Lotus
Vâng. Năm 2023. Vâng, rất mong đại sứ ủng hộ để coi như vệ tinh Lotus Act 1 sẽ phóng vào cuối năm 2023 và kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Dạ, chúng ta sẽ cùng quan tâm. Vâng, xin cảm ơn đại sứ lần nữa nhé. Xin chúc mừng mình. Xin chúc mừng, xin chúc mừng anh em. Dạ, xin chào. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe những thông tin từ Nhật Bản và những cảm xúc từ ngài đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Bây giờ thế này, các bạn thì 9:30 có thể vệ tinh là vệ tinh bay qua đầu Việt Nam thì các bạn kỹ thuật ngay lập tức phải lên trên Hòa Lạc bây giờ. Thì còn những cái câu hỏi gì về kỹ thuật thì có tôi và đồng chí Phương, Phó Tổng Giám đốc đây có thể trả lời báo chí. Và trong tương lai chúng ta sẽ có vệ tinh LotusSat 1 là vệ tinh sử dụng công nghệ radar có khả năng chụp ảnh trái đất với độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh LotusSat 1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Vệ tinh LotusSat 1 được thiết kế chế tạo bởi tập đoàn NSA và dự kiến được phóng vào năm 2023 và trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, như lời mà đại sứ tại Việt Nam, đại sứ Nhật Bản, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản vừa chia sẻ. Chúng ta vừa đang được xem lại những ảnh phát lại của buổi phóng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống phía dưới để xem cận cảnh mô hình 1-1 của vệ tinh Nano Dragon. Xin mời quý vị sẽ cùng nán lại một chút nữa. Vâng, quý vị ơi, đây chính là mô hình 1-1 của vệ tinh Nano Dragon và hiện tại đang có những vị khách quý đang chụp ảnh lưu niệm cùng. Chúng ta có thể thấy đây là mô hình 1-1 của vệ tinh Nano Dragon. Đó. Với kích thước y như thật là 10 x 10 x 34cm, hơn 34cm một xíu. Đó. Chúng ta sẽ có những thiết kế rất đặc biệt. Còn ở trên này, đó chính là tên lửa Epsilon. Tên lửa mà sẽ đã đưa vệ tinh Nano Dragon đi lên quỹ đạo. Nếu quý vị không biết hình dung kích thước của tên lửa này như nào, tôi sẽ tiến ra xa một chút để chúng ta có thể thấy toàn bộ hình ảnh của tên lửa. Ở đây là kích thước của một con người bình thường. Đó, còn đây là toàn bộ kích thước của tên lửa. Đó. Tên lửa ngày hôm nay sẽ đưa không chỉ Nano Dragon mà sẽ đưa rất nhiều những vệ tinh khác đưa lên quỹ đạo. Bên cạnh này đó là một số cái mô hình khác của các vệ tinh khác, gồm có Pico Dragon và Micro Dragon. Đó, tên lửa Pico Dragon này thì rất bé thôi. Với tên lửa Pico Dragon là tên lửa đầu tiên với lớp với kích thước 1U, tức là 10 x 10 x 10 cm. Tên lửa Micro Dragon thì có kích thước lớn hơn ạ. À, tôi sẽ quay đằng sau. Có gì đặc biệt không? Yeah.
Vâng, có lẽ là những thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý vị hình dung phần nào về tên lửa Nano Dragon, và chúng ta mong rằng là nền công nghiệp vũ trụ Việt Nam sẽ cùng phát triển. Và ngay bây giờ xin được trở lại với trường quay ạ. Ôi, cảm ơn cả nhà nhé, các bạn và chị mà hy vọng có dịp hy vọng phóng vệ tinh Lotus Z1.